Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiển Xem Phim, tập 4 của bộ phim Tiệm Cà Phê Luật. Lee Seung Gi và Lee Se Chong đã có nụ hôn đầu tiên. Ngay bây giờ, hãy cùng Kiển Xem Phim tìm hiểu ngay nhé. Ở tập 4 của The Lock Cafe, Chong Ho, Lee Seung Gi và Juri, Lee Se Chong đối diện với một vụ án mới, phụ ngược đá trẻ em. Theo đó, bí ẩn về tiếng động lạ hàng đêm phát ra từ tầng trên tiệm cà phê cũng được vén màn. Hóa ra, ở căn hộ gần đó có cô bé Sua thường xuyên bị mẹ bạo hành, nhốt trong nhà cả ngày. Mỗi đêm, em đều trèo ra khỏi cửa sổ và tìm đến tòa nhà Eun Ha bởi vì em cảm thấy tiệm cà phê rất ấm áp, mọi người đều vui vẻ với nhau. Em khao khát sự ấm áp đó, thứ mà em không được trao từ chính gia đình của mình. Các phân cảnh của cô bé Sua rất cảm động, chủ yếu là nhờ diễn xuất chân thật, đầy cảm xúc của diễn viên nhí thủ vai này. Cũng trong tập phim này, chúng ta được biết đến kẻ đứng sau màn hù dọa đầy kinh khủng ở tập trước, quả thật là Lee Byung-gong, Cho Han-chun. Byung-gong là một kẻ xấu xa ngang tàn, nhưng cũng có mặt đáng thương khi hắn bị chính cha ruột của mình hắt hủi. Thậm chí ông ta còn không cho phép hắn gọi ông ta bằng cha, cũng không thừa nhận hắn là con trai mình. Vậy mà Byung-gong vẫn cười ngây ngốc, như thể hắn đang tự cười nhạo chính mình. Từ đoạn thoại của Juri, thông điệp và bộ phim mang đến khán giả qua tập 4 chính là gia đình đúng là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng cũng chỉ là một phần, không phải toàn bộ. Vì vậy, nếu cảm thấy bị tổn thương, bị ngược đãi trong chính gia đình mình, thì hãy can đảm tìm lối thoát cho bản thân mình. Bên cạnh đó, sau khi cùng nhau trải qua những lo lắng sợ hãi, Juri càng cảm nhận được sâu sắc sự dịu dàng của Chong Ho. Ở cuối tập phim, cả hai đã trao nhau một nụ hôn nhẹ, khiến khán giả vừa bất ngờ, vừa thích thú. Qua 4 tập phim, có vẻ như The Lock Cafe đang dần dần đi vào nội dung trọng điểm. Các tình tiết của tập 4 cũng cuốn hút hơn so với tình tiết của 3 tập đầu tiên. Rating phim tăng nhẹ so với tập 3, dừng chân ở con số 6%. Theo review tập 5, Byung-gong dường như lại tìm cách làm hại đến Juri nhưng lại vấp phải sự bảo vệ từ Chong-ho, mà Chong-ho là cháu của Byung-gong. Diễn biến tiếp theo của phim sẽ thế nào? Hãy đón xem The Lock Cafe vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần nhé! Và chờ đón những diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé! Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, còn nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.